Ok anh em, thì đây là phần quay random để xem thử ai trúng cái event lần này của mình nha. Mình sẽ vào trang random này, điền số tối thiểu là 1 và số tối đa là 9999 nha anh em ơi. Mình sẽ random đến khi nào mà có người trúng thôi nha. Và anh em nên nhớ là mình sẽ chỉ phạm vi tìm kiếm của mình là chỉ đáng đăng ký kênh của mình là mới được tham gia event thôi nha anh em ơi. Và khi anh em tham gia event, anh em nhớ like video, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Sẽ chỉ sợ đến khi nào có người trúng thôi nha. 7 năm không có nè. Tiếp tục random no anh em. 9816 nè. Bạn này mình sẽ xem thử là cái công mình đúng cái event của mình hay không. Đúng cái Hai đang event bán mà gì hợp vậy? tuần này hay không anh em. Đâu rồi? Công bố kết quả vào ngày 4 tháng 1. Ok, vậy là đúng rồi nè. Bạn tên là Hân Vũ, với tên in game là Yesu Boy 100, với số random đó chính là 9816, trùng số của mình quay ra. Thì bạn này mong bạn kết kết bạn với Abusagi nha, mình sẽ gửi lời mời đến bạn. Ok, và chúc anh em xem video vui vẻ nha, và đừng quên tham gia vào event kế tiếp của mình nhé anh em ơi. Hello tất cả anh em và chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là BCG đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà BCG chơi đấu trên chân lý này anh em ơi. Thì tiếp tục những cái giáo án mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em thực hiện một cái thử thách. Đó chính là tiếp tục tìm kiếm những con tướng 5 đồng 3 sao nha. Thì ngày hôm nay có thể là sẽ đặc biệt hơn khi mà đó không phải là tướng 5 đồng nữa, mà đó chính là sẽ là tướng 7 đồng, đó chính là con lút nha anh em. Thì tí nữa nếu mà nó ra con lút gì đầu tiên thì mình cũng sẽ mua con lút đó và mình up nó lên 3 sao nha. Nhưng mà mình nghĩ là lửa hoặc là bóng tối thì nó hợp lý hơn anh em. Tại vì mấy cái hệ băng quốc với ánh sáng thì bích nó thì không có gánh tem được đâu. Nên mình nghĩ là mình sẽ chơi lúc nước hoặc là lúc lửa hoặc là lúc bóng tối nha. Và ngày hôm nay mình sẽ cố gắng anh em hoàn thành cái thử thách đó nha. Đó chính là nâng lúc lên 3 sao. Thì lúc đầu của em, anh em biết tại sao mình có nhiều tiền gì không? Nó không rớt cho mình một món đồ nào cả. Anh em nhìn nè, không rớt một món đồ nào luôn. Và anh em biết tại sao không? Mình rất là thích đó. Tại vì mình đang muốn nâng cấp 9 lên nhanh nhất có thể. Nên thật sự là không rớt đồ mà rớt tiền không như vậy thì thật sự là rất là đã luôn. Rất là đã khi mà mình muốn up 9. Rớt đồ cũng được, rớt đồ snowball cũng được anh em. Nhưng mà mình nghĩ rớt tiền giúp cho mình tích lợi tức nhanh hơn á. Mình đang có chủ thắng nè. Trận này thắng nó là 3 trận nè. Ok, và nếu như năm nào có ý tưởng nào hay hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Và năm nào muốn góp ý tưởng, ý kiến và cách làm video và cách góp ý về kênh mình thì hãy bình luận ở phía dưới phần comment mà mình đã ghim nha anh em. Để cho nó đỡ lộn và mình có thể đọc những cái comment góp ý của anh em một cách đầy đủ nhất và không bị sót cái nào cả. Và anh em nào muốn tham gia event cứ comment ở phía dưới nha. Cảm ơn em rất nhiều. Và nếu như anh em thích cái series này cũng như là video mình thì đừng quên để làm một like ủng hộ mình, đăng ký cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Cảm ơn em rất nhiều. Thì mình đứng thứ nhất mà lấy đồ gì cũng được anh em, mình đang có nước mắt nè. Nếu được mình cứ lấy gậy quá khổ hoặc là kiếm BF hoặc là giáp lưới rồi đai lưng các kiểu để mình ghép giáp thiên thần rồi quỷ thư á anh em. Những cái món đồ đó rất quan trọng, khi mà tem nào cũng có thể xài được, hầu như tem nào cũng có thể xài được. Chắc là mình lấy Nocturne thôi. Lấy quỷ thư. Mặc dù giờ là chưa có nhưng mà tí nữa sẽ có thôi. Lúc 3 sao à. Phải có Nerko. Mình nghĩ là bắt buộc phải có Nerko này mà. Mình mong là giữa chuỗi thắng này càng lâu càng tốt. Mình sẽ không đầu tư để nâng cấp rồi roll tướng để giữ chủ thắng đâu anh em ơi. Tại vì có cũng được, không có cũng được. Chủ yếu là cái tiền lãi của mình nó vẫn còn đây thì mình nâng cấp sớm là quá tuyệt vời rồi. Và nên là muốn mình kiểu như là làm con gì 5 tiền lên 3 sao trước, hoặc là con nào 4 tiền mà anh em thích và build đồ gì các kiểu, hoặc là ý tưởng điên rồ nào đó thì hãy cứ góp ý nha. Mình thấy hợp lý là mình làm luôn chứ không có ngại đâu anh em, chỉ cần thấy nó làm được thôi là làm luôn. Tại vì tất cả những video mình làm đây chính là tất cả những góp ý của anh em á. Lúc 3 sao này mình ưu tiên mình làm trước là tại vì có rất là nhiều anh em muốn thấy con lúc 3 sao. Thì thật sự là cơ mình cũng đã có một video làm về lúc 3 sao rồi, anh em có thể tìm lại và xem. Nhưng đây là video làm về lúc 3 sao nhưng mà
theo một cách chơi mới anh em ạ. Tại vì lúc 3 sao hồi buổi trước video mình làm ấy, nó có hàng ba Nico lận, 2 đến 3 con Nico. Còn ở đây thì không có Nico nào cả nên mình mới gọi đây là thử thách. Đây là một cái thử thách luôn á, khi mà tìm lúc 3 sao không có Nico. Đấy, nó mới gọi là hấp dẫn, đạt đến cực độ, khá là phê. Ok, có đồ thì mình cứ lắp thôi anh em. Mạnh được chút nào thì hai chút đó rồi. Trận này mình tính chơi pháp sư nè, nhưng mà nó không cho mình chơi pháp sư thì chơi lửa rồi cũng được. Hôm nay hai bro nè, Nezus sắp 3, Vayne sắp 3, rồi Đức Toàn cũng sắp 3 luôn. Wow, nhưng mà không biết, không biết ổng bích con cái xấu làm gì nữa. Ok. Anh em móc máu hết rồi nè. Này rớt 3 sao luôn kìa. Căng thế. Ánh sáng rồi. Này rớt 3 sao luôn. Nên mình mới còn quỷ thư đó anh em. Ây da, mình mong là tất cả ra quá thì nó rớt ra cho mình một cái Nerco thôi, mình cũng đã kiểu như là cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi đó anh em. Tại vì nếu như đúng cái tiến độ này thì mình chỉ cần một đến hai con Nerco thôi là mình có thể up được lúc 3 sao cho anh em xem á. Tại vì khi mà ở cấp 9 anh em roll tướng á, mà anh em là người up cấp 9 đầu tiên anh em roll á, thì thực sự là tỷ lệ ra tướng 5 tiền và 7 tiền nó rất là cao luôn á, rất là cao. Chừng nào anh em làm thử thì anh em sẽ biết thôi. Anh em lên đó anh em roll một phát là ra 2-3 con 5 tiền anh em chọn lựa luôn, rất là đã luôn á. Nhưng mà chỉ có 10 con tướng 5 đến 7 tiền, tướng cùng lúc nữa là chỉ có 10 con mỗi loại thôi anh em. Nên mình muốn up 3 star là phải cần 9 con, mà khó bao nhiêu luôn. Không có Neko thì vẫn có thể nâng được nha, nhưng mà kim đấy bể này mà rất là khó, vẫn có thể được mà khó cực. Nó cái hệ rừng tự nhiên này, nãy giờ mình kiếm con Neko với lại con Liberlang nó không ra một con cho mình luôn á. Là cái búp cái thôi mà cũng kêu kỳ quá. Có 1 nè, Nezus 3 nè. Nezus 3 mà gặp King of Red là xui rồi. Ây da, hay quá, King of Red bắn ngang Nezus luôn. Quá tuyệt. Rồi khỏi hồi máu nha con. Khỏi hút máu và các kiểu luôn. Mình thắng này anh em. Ảo chưa, cái đội hình của mình kiểu như là Sida cù bắp nhất thế giới rồi đó, toàn một sao rồi không à, mà vẫn thắng ông Nezus 3 này, vi diệu. Và Red nè, King Red luôn, Dana 2 luôn, hai con Dana luôn hả? Wow, mình nghĩ là mình sẽ thay Dana và con On đi, lấy hệ lửa còn ngon hơn á. Rồi, đội hình mình nó cũng ổn á chứ bộ, nãy giờ mình không có roll mà nó cũng lên 2 sao đều đều quá chứ anh em. Dana sắp lên 3 luôn mới căng. Cố lên anh em, cứ thắng đi nào. Mấy con bọ kia đông quá. Ây da, nếu mà không có mấy con bọ đó mình thắng rồi. Không kêu con giáp hồi sinh nữa chịu. Tấm 1 vẫn đang chủ thắng hả? Uầy, hai người chủ thắng luôn. What? Bò ra luôn nè. Wow, giờ ra 2 luôn. Wow, trận này lửa độ quá anh em. Bán cây thôi. Mình mới có 5 lửa à, thiếu con Annie. Thường thì có map lửa thì cái kiểu này là mình đã có đủ 6 lửa nè, là mất mạnh luôn á. Nhưng mà giờ thì chỉ mới có 5 thôi.
Ok cũng được, 5 lửa cũng được anh em ạ. Giờ up cấp 7 xong rồi cấp 8 thì nó tự ra enemy à, mình nghĩ gì? Tự ra là mình thấu lửa là cái là bất bại luôn á. Mạnh vãi cả đái luôn, cái bài lửa này là một cái bài mà mình khuyên anh em là cũng nên spam, cũng như là liên tục chơi đội hình này luôn á, để leo rank thì rất là mạnh nha. À, rất là mạnh luôn, lửa ánh sáng, lửa nè, ánh sáng nè, kim khách nè, đây là ba đội hình mà mình nghĩ là anh em nên sử dụng để leo rank, tốt lắm á. Pháp sư nữa, nếu mà anh em biết chơi pháp sư, ông này vừa la đồ thế giới à. Có thì vàng kìa, cái enemy kìa. Mình nghĩ là nếu mà không có gì xảy ra thì mình sẽ lấy enemy. Thứ nhất là tạo nó cái đai lưng, nó có giúp cho mình có quỷ thư luôn. Thứ hai là nó có cho mình 6 lửa luôn anh em, rất là tuyệt vời. Hai cái áo tròn bạc kìa, mất em đây rồi thì mình lấy chứ ai mà mất. Đùa nên tí thôi. Mình đi thay con đan này là được anh em. Ok, wow, trận này lửa mắc độ luôn anh em, thề không cần thay đan này luôn, mấy nâng cấp phát đủ luôn kìa, phê thiệt. Vậy là đội hình này mạnh lắm rồi đó, thật sự đang mạnh lắm anh em. Any Brand rồi, Kindred và Rush 2, tất cả đội 2 hết rồi. Ngoại trừ hai con 4 tiền này thì bỏ nó vào cũng thôi là đủ mạnh rồi, chứ không cần nhất thiết là phải 2 nữa. Má, trận này lửa đúng độ luôn anh em, độ cực kỳ, phê vãi đái. Cung thủ hộ vệ, cái đội hình này mình cũng hay chơi lắm nè, mà bắt buộc thì mình mới chơi thôi, chứ mình cũng không hay spam cái đội hình này đâu. Trời ơi, 6 lửa nó đốt cho, nó đốt cho, đừng hỏi vì sao mà khóc luôn. Hai Olaf hả? What the? À, đừng có dụ nha, dụ quá rồi đó, ra hai Olaf một lúc luôn kìa. Sao không phải là hai Annie đi nhờ, hay là hai bờ răng cũng được. Mình không có muốn giết quỷ thư cho Annie nữa mà, tại vì con gấu của nó táp được có một con à, nên đốt có một đứa à. Mình muốn giết quỷ thư cho ai như là bờ răng hay là da ra virus Kingred lột virus Dana rồi các kiểu, nghe hợp lý hơn. Hoặc tí nữa mình roll là Amumu á, mình bỏ quỷ thư để quỷ thư cho Annie nó hơi phí. Vậy này ba luôn rồi các bạn, Nazis sắp ba luôn nè, chẳng hả. Bao của chúng tôi này, cố lên. Trời ơi, lửa nó đốt mạnh thiệt anh em. Virus, virus, cố lên em ơi, chủ thắng nào. Ok, ngoài lửa đốt đâu thiệt, đúng là 6 lửa có khác mà. 6 lửa ngay ở round thứ 3 rồi. Wow, đốt thì chết. Lúc băng quốc à, tại sao không phải là lúc bóng tối hay là lúc lửa đây anh em. Mình nghĩ là mình sẽ không nuôi con lúc băng quốc này, tại vì nuôi con lúc băng quốc này kiểu như là đang tự bóp giá chính mình vậy anh em. Đúng là tự bóp giá chính mình thiệt. Chừng nào có lúc bóng tối hoặc là lúc lửa là mình sẽ mua nha. Lúc nước cũng được, lúc nước cũng được. Nãy nó ra mà mày cuồng chiến rồi băng tộc rồi Olaf cho mình các kiểu, giờ ra thân con lúc nữa. Nãy giờ chơi cuồng chiến là cũng độ lắm, dữ lắm á. Nico đi. À không có Nico rồi, chỉ còn một ra quá cuối cùng thôi em ơi. Cái ra quá cuối cùng đó mình mong là phải có Nico, còn không có Nico thì kiểu như là rất là khó lên được một con tướng 5 tiền 3 sao, và rất là khó nữa để lên lúc 3 sao. Mình nghĩ là chỉ còn 1 đến 2 con Nico thôi là mình đủ tự tin nha, mình á đủ tự tin
để upload lên 3 sao cho anh em xem, để giúp cho anh em có cái siêu, cái siêu phẩm luôn á. Mà không có rớt nữa cô, một đoạn quá cuối. Cái này thì mình có thể làm chín lửa được luôn nè anh em. Chín lửa được. Mình đang có một cái thiền hoàng với lại cái một cái gậy. Và lai đồ thế giới à. Căng đó nhờ. Và lai đồ rồi anh em. Đồ đúng tấu hài luôn. Chưa đi nữa. Ok, cái công việc up cấp của mình đang khá là suôn sẻ và trôi chảy đó. Sắp lên 8 rồi, hết tour này. Ok, 8 rồi. Bỏ chịu hồi rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục up lên cấp 9 nha anh em. Lên cấp 9 thì mình sẽ tích tầm 100 đồng hoặc là 150, nếu mà 200 đồng, nếu mà trận đấu này kéo dài lên được tầm, mình tích được tầm 200 đồng á anh em, thì mình roll. Còn không thì 100 hoặc là 150 đồng. Và ok à, mà phải up được cấp 9 nè. Cố lên anh em ơi, hôm nay mạnh thế. Ây da, Bron nãy phát thắng luôn anh em. What the fuck. Bron nãy một phát chết luôn. Nami này. Mi này có nên mua không ta? Tại vì mình cũng chưa có video Nami rồi Tarik by Star các kiểu anh em. Mình cũng đang có hứng thú làm đó. Wow, ông kia Maya by Star luôn kìa. Nhưng Maya quả mà đồ chuẩn thế giới luôn sao á. Gặp ông cũng hơi mệt á. Nên né ông ra được. Hôm nay 4 nước 3 phát sư. Đồ hành đẹp thế. 4 sư chưa? Nhưng mà đội hình mình đẹp hơn. Tuyệt vời. Rồi sao ông này đi rồi. Ông này xui quá, gặp ông ngay Maya 3 sao đồ thế giới. Chuẩn. Không có mua Nami đi nè. Chắc round này thì mình sẽ lấy gì đây á? Mình đang có một cái thì vàng anh em. Mất thì vàng luôn rồi. Ok, chắc mình sẽ lấy nước mắt đi anh em. Mắt cũng được á. Ok, sắp chín rồi, mình nghĩ là tầm 2 đến 3 rau nữa là mình sẽ lên cấp 9, tầm đến rau chim á, rau bãi quá cuối cùng á thì mình sẽ cấp 9 luôn, và lúc đó là có Neko hay không là tùy vào ông trời. Tùy vào cái sự may mắn của mình thôi. Mà nãy giờ mình lên level 8 mà ít rớt ra tướng 5 tiền của ta. Nãy giờ có một con à. Ok, mình nghĩ là sau cái rau quá này mình up được 9 á. Xong rồi mình tích tiền nha anh em. Tích tiền rồi mình roll kiếm lúc 3 cái nhẹ à. Hoặc là nếu là con nào nó lên 2 star chút thì mình
như là mày sẽ chơi tới bới luôn. Như là nếu mà Nami hay là Taric lên trước 2 sao á thì làm luôn, không nhất thiết là phải lúc nha anh em. Nhưng mà mình vẫn đang cố gắng làm lúc là mục tiêu chính. Còn nếu mà nó không lên được 2 sao thì bỏ làm con khác. Mình không nghĩ là cái đội hình Sida là của mình mà có thể kiểu như là mạnh đến vậy anh em. Chủ yếu là cái bút lửa này nó lỗi quá. Đội hình của mình là thề Max Sida, kiểu như là toàn level 1, level 2 không à, mà yếu nữa chứ, mà được cái búp lửa đó đốt kinh thiệt á, kinh thiệt, đốt mẹ mình phải nói là khá bảnh luôn á. Ây da, lúc gì Viga nữa, wow, vậy là mình có thể là cái sáu bóng tối luôn nè anh em. Mình đang có hai mỗi lúc là 4, Di là 5, Viga là 6 bóng tối luôn. What the, mình có thể chơi cái đội hình 6 bóng tối 6 lửa luôn nè. Wow, được đó, 6 bóng tối 6 lửa quá hợp lý rồi chứ gì nữa. Với lại mình thiếu một slot nhưng mà mình sẽ biến lúc thành lửa luôn, hoặc là Viga thành lửa luôn để mình lấy 6 bóng tối 6 lửa 3 triệu hồi. Wow, nghe là đã rồi. Con Di này thì có thể thay thế bằng con Stun anh em để lấy tăng á, tại vì team mình nhìn kìa như một cái tờ giấy luôn. Nico đi mà. Cái gì đây? Cái này là sẽ là cái gì đây? Tiền à? Ấy da. Nico không ra anh em ơi. Ok, mình sẽ bỏ lúc vào nè. Bỏ gì thay được Dana nè, nằm bóng tối. Bỏ Viga vào thay con Dana, mình sẽ có 6 bóng tối, thiếu một lửa, rồi tí nữa mình sẽ ghép lúc hoặc là Viga thành lửa là mình sẽ có 6 lửa luôn. Ok ok, tạm thời là cứ để như vậy đi. Ok anh em, tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì mình sẽ ghép nha, giờ cũng không có quan trọng lắm. Lúc lên 2 được hay không đã thì mới gọi là quan trọng nhất. Hôm nay mạnh thế. Hôm nay mạnh hay cho mình yếu vậy ta? Chắc cho hôm nay mạnh rồi. Jack sắp 3 rồi, Olaf sắp 3, cái Jet xét cái kiểu rồi, Olaf đồ thế giới nhưng mà chưa lên 2. Nhưng mà Olaf đồ này căng thế. Lúc luôn, wow. Rồi, Viga vào. Mình nghĩ mình sẽ biến lúc đi nhờ, biến Viga nó hơi bị Sida anh em. Ok, đội hình phải nói là sẽ trong kho luôn anh em, sự luôn. Ghép mắc đồ cho lúc luôn, cái gì nữa. Cái đồ này là đồ của King Red nè, nhưng mà để quan tâm nữa anh em. Ghép full đồ cho lúc luôn. Nè, dây chuyền đi. Rồi. Ok. Wow, đội hình cũng như là mắc minh luôn á. 6 bóng tối, 6 lửa 3 triệu hồi, 2 xạ thủ. Wow. Lúc ơi, trưởng đẹp của em ơi, trưởng đẹp nè. Trời ơi, nó trưởng kìa. Ui mày, tốn cơm tốn gạo quá lúc ơi. Xin gịch Taric. Con Amumu này thay con nào là hợp lý ta? Mình roll một chút nha anh em để kiếm. Ai, ok. Tại vì đội hình của mình cảm thấy nó đang bị yếu dần á, nên mình phải roll mình up mấy con 4 tiền lên 2 sao ra, với là con lúc nữa, yếu quá. Amumu này thay con nào được ta? Thay Varus à? Là thay Inni, không được, mất triệu hồi. Thôi kệ mẹ đi. Đội hình này là không cần thay nữa anh em, mạnh rồi. Lúc một sao nhưng mà trưởng cũng hơi thốn á, trưởng đau thiệt chứ không đùa được không. Wow, what the fuck, lúc một sao quá anh em, đúng hay mày, lúc lửa xong rồi lúc bóng tối nữa, gọi là khác biệt thiệt. Wow, nó trưởng mà mình kiểu cảm tưởng nó lúc ba sao luôn á, mạnh vãi cái đái luôn vậy. Vãi cái linh động trưởng kinh thiệt.
Nguyên cái đồ này thì mình nghĩ là mình chỉ còn lấy phong kiếm là hợp lý nhất rồi, cho hết mẹ đồ à. Ok, lấy phong kiếm hợp lý nhất rồi. Lúc luôn, wow, lúc độ anh em ơi, lúc độ anh em ơi. Lúc 2 sao rồi. Nãy giờ là lúc mình không có roll nha anh em, là nó tự nguyện nó đến với mình đó, mà đã lên được 2 sao luôn, cũng được, cũng được. Cái gậy lốc này nè thì có một lời khuyên cho anh em, cái này là mình mạnh quá mình ghép trước luôn, cho nên là một lời khuyên cho anh em là khi bắt đầu chọn á, khi bắt đầu chọn nha thì anh em bỏ vào con nào mà anh em muốn hất tung á thì đối phương sẽ không làm được gì cả, mà anh em lại hất tung được con quan trọng nhất của bên team kia. Là ý là anh em bỏ vào trong trận đấu thì nó vẫn lóc, nhưng mà đây nè, đó, lúc này sẽ không lóc nữa, nhưng mà mới bắt đầu chọn thì anh em bỏ vào nó vẫn lóc như bình thường nha. Đây là một cái mẹo mà cho nên là chưa biết trên răng cao người ta hay dùng á. Mình cũng bị rồi, mẹ hớ ức chế luôn á. Hôm nay mạnh thế nhờ, có lấy một sao mà bủ lực thế. Bắn bớt đi nè. Lúc nào, wow, mua lướt có hơi tốn tiền so với cái con 5 tiền em ơi, lúc 7 tiền lần. Mua 3 con là, mua 4 con thôi là lỗ 8 đồng rồi, 5 con là lỗ 10 đồng, mà có 3 sao là anh chấp nhận hết em ơi. Ok, chúng ta đã có 4 con lúc rồi, giờ chỉ mong là nó rớt nơ cô khi mà mình đánh rồng thôi em. Thật sự là chỉ còn duy nhất cơ hội đó thôi. Lúc đồ này thì nó trưởng cho, phải nói là tí đái luôn anh em. Trời ơi, nó trưởng sao ra cao một sao, má ơi. Wow, trưởng hoài luôn kìa, wow. Kinh thiệt. Lúc đó là khi mà trưởng chết một mục tiêu là được hồi lại 50 mana, với lại mình mang cho nó cái quyền trưởng anh em là nó hồi một phát là 70 mana, là gần đủ mana skill luôn á anh em. Wow, vậy là trưởng hoài luôn á, nếu mà trưởng chết. Ok, mình nghĩ là sau tune này thì mình sẽ bắt đầu roll nha. Hoặc là mình sẽ sau tune nữa, mình chắc bạn một tune rồi mình roll cũng được anh em. Tại vì hết tune này mình hơn 100 đồng nè, 100 mấy chục đồng luôn á. Ok, chúng ta sẽ chờ xem sao, phải thử cái vọng mai có đến với mình hay không đây. Nico có thì chắc chắn là sẽ là lúc bay sao nha, mình cáo anh em kiểu gì cũng lên hết nếu mà có Nico, tại vì mình đã có 4 lúc sẵn rồi. Tỷ lệ lên bay sao là cực kỳ cao nếu mà có Nico nha. Cầu mong có Nico đi các bạn. Tuyệt vời. Là vàng 111 đồng à. Cái mình roll bây giờ luôn không ta? Còn 4 người. Mình sẽ đi gặp cái ông này nè, mình gặp ông này chắc luôn. Nhưng mà mình sẽ không muốn lock cái con Maya của ông, tại vì mình muốn mình thắng ít thôi. Thứ hai là mình muốn thua cũng được anh em. Mình đang còn nhiều máu vải đái luôn, thắng thua cũng không quan trọng, mà thua càng tốt, thắng hả? Thắng ít. Cái đơn roll luôn không ta? Mình nghĩ là sau sợ roll nó không kịp á. Lúc cái trưởng kìa, mẹ nó muốn đập nó không. Wow, lúc trưởng đẻ thiệt. Ok, không chết. Wow, còn có hai người hả? Roll anh em ơi, 123 đồng roll nè. Lúc à, wow, mình sẽ mua hết những con 5 tiền mà mình thấy nha, để tăng tỷ lệ ra lúc á. Với lại lúc đó nè, wow, chỉ còn 3 con nữa thôi anh em ơi, 3 con thôi là được. Dễ mà đúng không, nghe dễ mà, 3 con nữa thôi. Đâu rồi lúc ơi, đừng có trốn nữa mà. Em có tận 10 con mà sao em giao cho anh có 6 con vậy. Đâu rồi. Ok, một em nữa nè. Rinh lúc ơi, đừng có trốn tránh trách nhiệm nữa. Bây giờ
Ok ok, một fan roll mình nghĩ cũng khá là thành công khi mà mình kiếm được tận 3 con lúc anh em, 3 con lúc á, rất là thành công và mình nghĩ là vậy là ổn áp. Tôi xong mình roll tiếp. Ok ok ok, 40 đồng nè, tiếp tục roll thôi. Lúc ơi là lúc. Ok mình sẽ chấp bạn nha anh em, tại vì nếu mình bán con Z với lại con Nami á là mình sẽ hết tiền mua tướng luôn và mình sẽ thắng luôn á, nên mình sẽ chấp bạn một round nữa để cho mình có tiền mình roll lúc đi anh em. Nếu mà tuôn xong mình không có chắc mình chơi lớn luôn. Ok tuôn này là phải thua nha, đừng có thắng nha. Ok ok, lấy đạo đồ nào cũng được anh em, nhưng mà mình sẽ lấy quỷ thư đi. Cái này có giết luôn nè, mình làm giết 3 sao hồi nãy chắc có lẽ là lên được luôn anh em. Rồi chỉ còn 2 con lúc thôi anh em ơi, 2 con thôi là được. Oh shit. Ready đi nha, lúc đó là lúc. Lúc đó là lúc ơi. Đây rồi, wow, ra thiệt này anh em. Một con nữa nào, một con nữa anh em. Một con nữa nào. Con nữa làm bay sao nè, chơi lớn luôn, bán hết tướng luôn. Bán hết luôn nha anh em. Một con nữa thôi mà. Bli. Rồi không có rồi. Ok, tuần này thì mình vẫn chưa chết được anh em à. Chưa chết được, chưa chết được. Ok hên quá, 6 máu. Rồi lần cuối nào. Lúc ơi, một con thôi em ơi. Không ra rồi anh em à. Ok mình chịu á nha. Mình bất lực rồi, mình đã nói mà. Chỉ cần có một con Neko thôi là mọi chuyện đã khác rồi anh em ơi. Mọi chuyện đã khác rồi, giờ lắp ổ nước thì cũng như không thôi. Buông xuôi tất cả rồi anh em, mình đã cố gắng hết sức rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nhưng mà mình tới vậy thôi, hết sức rồi. Mình nói rồi mà, anh em chỉ cần một con Neko thôi là mọi chuyện nó thành siêu phẩm rồi. Cho anh em xem một lúc 3 sao à, đúng một con. Không có Neko từ đầu game đến giờ, không rớt một con anh em à. Ok xin lỗi anh em rất là nhiều nha vì đã không hoàn thành thử thách. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này và đừng quên đã làm một like ủng hộ mình nha. Bye bye, mình sẽ cố gắng làm lại lúc 3 sao vào lần sau nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye. Ok anh em, cuối video thì cho mình quảng cáo shop bạc của mình tí nha. Thì đây là cái shop buildsugi.vn. Nếu anh em rảnh thì anh em vào đây ghé vào đây ủng hộ mua ạc giúp mình nha. Thì ở đây có vòng quay sò nè, anh em có thể quay sò trúng thưởng sò ở ngay cái vậy tại cái vòng quay này nha anh em ơi. Anh em có thể mua lượt quay sò ở đây. Cái lượt quay sò ở shop mình đó thì chỉ có 20.000 thôi, so với các shop khác á thì mình cam đoan là rất là rẻ hơn rất là nhiều luôn á. Và cái phần thưởng khi mà quay trúng á nó cũng rất là cao so với các shop khác nha anh em ơi. Thì rảnh thì vào đây ủng hộ cho mình bằng cách quay sò cũng như là mua mấy cái ạc liên minh liên quân rồi nè anh em ơi, bán rất là rẻ đấy, ạc nào cũng có, lọ nào cũng có luôn. Ok cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Bye.